Chạc các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. Honda SH dọn chuyển cực kỳ tinh tế nhưng lại ẩn chứa một vài món đồ hàng hiếm. Cái chiếc SH độ hôm nay là một cái bản nâng cấp mang cho mình phong cách lịch lãm hài hòa với cái nét đẹp bên ngoài không khác gì so với xe nguyên bản. Tuy nhiên khi chúng ta tìm hiểu sâu về con xe độ thì mọi người mới cảm thấy phải trầm trồ với những món hàng hiếm của con xe. Cúp mặt ở dàn tay lái của chiếc xe độ hôm nay là một cái cụm thắng trái phải là của Anchor AMB7, nó cực kỳ là hàng hiếm thời điểm hiện tại, mức giá thị trường khoảng 14 triệu. Cái dòng cụm thắng kết cấu nó gọn gàng không thua kém gì cái dòng Rainbow Bliss cùng mức giá và cải thiện những trang bị chống gãy, giảm thiểu tình trạng hư hại khi té ngã. Ngoài cái dòng cụm thắng là Anchor AMB7, cái sự hầm hố dàn tay lái của chiếc xe hôm nay còn đến từ bộ ga Acosta bóng 7 làm từ nhôm CNC. Nó kích cỡ to hơn khá nhiều với cụm ga nguyên bản nên hoàn toàn không nằm âm ở bên trong dàn áo. Cái kính hậu của chiếc xe Motorrad đến từ Đức có cấu tạo từ nhôm nguyên khối đánh bóng, không thể bị chày xước hay là có độ bền rất là cao. Nó khác một dòng vực nếu chúng ta đặt cạnh những cái dòng kính hậu là phổ thông hiện nay. Đi thắng zin của chiếc xe không có sự cúp mặt cho dàn chân trước mà thời đó lại thắng cúp băng kim. Nó rất đơn giản dễ dàng. Heo là 4 piece bên cạnh thương hiệu đến từ là Anchor. Phát nhôm CNC cố định con heo này được gia công hết sức là chính xác, bởi không bị cả cứng và nang mâm mà còn có tích hợp luôn cả vị trí cố định cái cảm biến ABS. Phục hồi đi thương hiệu được người chủ lăng xê khi nâng cấp hệ thống chèo. Mẫu phục vốn là chưa bao giờ khiến chúng ta thất vọng cái sự êm ái đem lại. Chưa kể nó còn khiến dàn chân sau nó trở thành một cái dòng xe sáng hơn rất nhiều khi cấp mặt. Heo thắng sau, sao ẩm đến từ băng kim xuất hiện trên cái dòng SH. Đặc biệt ở chỗ kết hợp cùng với con heo của Anchor Hybrid cho được thắng nó cũng tương thích. Có thể là thay mới hoàn toàn vị trí heo xin và một kích thước nó cũng nhỏ nhắn. Phải nói những cái dòng 4 Ross quốc dân và cái dòng SH độ hôm nay cũng đã nổi bật hơn rất nhiều nhờ vào cây bô của Marasi thương hiệu đến từ Ý. Theo người chủ chia sẻ thì có được cây bô này bỏ ra khoản tiền hơn 7 triệu và chờ khoảng hơn 2 tháng ròng rã mới có. Để khai thác cái phần hệ sức, bộ nồi chiếc xe cũng được nâng cấp bằng bộ nồi hệ sức cao Marasi đã được canh chỉnh cũng khá cẩn thận. Waro dọn rất nhiều đồ chơi hàng hiệu khoe dáng giữa bãi cát. Phải sổ trên mình những món đồ chơi đắt giá thì con Waro đồ hôm nay nó còn mang cho mình diện mạo rất đặc sắc, ấn tượng. Mình tin chắc các bạn sẽ hết hồn khi chúng ta chiêm ngưỡng giữa phong cách carbon và titan của người chủ lựa chọn. Tuy lạ nhưng đem lại cái nét đẹp sang trọng đáng kể. Cái cụm thắng thì đến từ Rainbow, mang cho mình Rainbow Asset, hiệu năng bốc con rất êm dịu. Ngoài ra có thể tinh chỉnh cái độ xa gần phần tay thắng. Bên kia người chủ tận dụng cái cụm con CCCB để quản lý thắng đùm sau, đem tới diện mạo lạ mắt hơn. Theo mình ước tính giá trị cụm thắng này ở mức khoảng 14 triệu. Những chi tiết về trước bờ đồng hồ nhựa nhám dưới cái sàn để chân được người chủ chén carbon nhằm tăng cái độ sang chậm cho con xe cưng. Ngoài ra cái chiếc xe còn cứng cáp hơn thì người chủ gắn thêm cái cặp bảo phục theo đúng một cách của Thái Lan. Cái dàn chân chiếc xe được củng cố bởi cặp mâm Crespo 6 cây màu trắng sạch sẽ. Mình thích nhất dàn chân này phần để thắng của Kimbis gắn như zin cho cái dòng đạo Waro giá khoảng là 350k, đang bán rất nhiều ở các shop. Heo của Rainbow Hybrid để xứng mức giá 24 triệu, nhiệm vụ tối ưu hiệu sức thắng chiếc xe. Nhìn thoáng qua ta thấy nhiều cái điểm nhấn to lớn màu đỏ cho cái dàn nhĩ nhám chiếc xe. Đó chính là cái cục Mobison MST FE bổ trợ cho bề đầu chiếc xe đang đi, tạo ra một công suất tối ưu hơn. Phuộc sáp thiệu đến từ Hodin chân giá, hiệu năng nhúng rất êm ái. Ngoài ra có những cái núm chỉnh phù hợp cho từng nhu cầu khác nhau. Cây phuộc này có mức giá khoảng 8 triệu rưỡi. Trừ cái dàn chân trước thì phần cấp xe còn những cái ốc titan màu tím cũng là điểm nhấn cũng rất là bọc. Bên cạnh còn có miếng che các nước và cổ bồ chế tác từ titan, góp phần trang điểm cho màu sắc tổng thể chiếc xe được thêm sắc sảo hơn. Chắc hẳn các bạn đã đoán được cây buộc trên xe là cái dòng 4 Ross huyền thoại đến từ nhà Levin. Mẫu mô này được anh em rất ưa chuộng vì vẻ ngoài bóng bẩy, âm thanh cũng khá lồi cuốn. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy chi tiếp nhớ like, subscribe.